xử lý tài xế thu 1 triệu đồng khi chở khách từ ga T2 sang T1 Nội Bài. Trên đường tìm xe buýt miễn phí để di chuyển từ ga T2 sang T1 Nội Bài, nhóm hành khách Nhật Bản bị một tài xế dụ lên xe và phải thanh toán 1 triệu đồng. Cảng hàng không Nội Bài vừa thông báo về việc xử lý một tài xế taxi dù có hành vi lừa đảo, treo kéo khách trái quy định tại nhà ga quốc tế T2. Cụ thể, chiều ngày 30 tháng 12 năm 2022, một gia đình 5 thành viên người Nhật Bản đến nhà ga T2, sân bay Nội Bài, trên chuyến bay VN311 chặng bay Narita, Hà Nội. Họ dự định di chuyển sang nhà ga quốc nội T1 để nối chuyến đi Cam Ranh, Khánh Hòa. Trên đường ra vị trí chờ xe buýt miễn phí để di chuyển sang ga T1, gia đình này đã gặp một tài xế nói rằng xe buýt trung chuyển đến muộn nên sẽ đưa hành khách sang ga hành khách T1. Người này dẫn khách ra khu vực sân đỗ ô tô P3 của ga T2. Khi được dẫn ra xe, hành khách thấy trên kính phía sau xe có dán logo của Vietnam Airlines nên tin tưởng đây là ô tô trung chuyển của hãng hàng không. Khi đến ga T1, người này đã thu của khách số tiền 200.000 đồng mỗi người, tổng là 1 triệu đồng. Sau khi làm thủ tục lên máy bay, hành khách đã nói chuyện với phi hành đoàn và biết được đây là hành vi lừa đảo của lái xe. Vụ việc sau đó đã được phản ánh đến hòm thư của Ủy ban Hành động vì chất lượng phục vụ hành khách tại Nội Bài. Lãnh đạo Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài đã chỉ đạo rà soát camera và xác định được chiếc xe cùng tài xế gây ra vụ việc. Qua xác minh, tài xế Nguyễn Văn Ích, 40 tuổi, trú tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thường xuyên hoạt động taxi dù tại ga T2. Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài đã phối hợp với đồn công an sân bay triệu tập người này lên làm việc. Trước đầy đủ các chứng cứ, ông Ích đã thừa nhận hành vi đưa gia đình người Nhật từ ga T2 sang ga T1 và thu 200.000 đồng mỗi người, tổng 1 triệu đồng. Đồn công an sân bay Nội Bài đã xử phạt vi phạm hành chính ông Ích về hành vi gây mất trật tự công cộng, đồng thời thu lại 1 triệu đồng để chuyển cho sân bay Nội Bài. Phía sân bay đã gửi email thông tin cho hành khách và sẽ trao lại 1 triệu đồng khi khách từ Cam Ranh trở lại Nội Bài vào ngày 3 tháng 1. Cảng hàng không Nội Bài cho biết giữa nhà ga T1 và T2 có hệ thống xe buýt trung chuyển miễn phí 2 chiều với tần suất 15 phút trên chuyến vào ban ngày, 7 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút và 30 phút trên chuyến vào ban đêm. Sân bay khuyến cáo hành khách cảnh giác với các hành vi trèo kéo, bắt khách trái quy định và thu tiền cao hơn giá cước được niêm yết. Trước đó, tháng 11 năm 2022, sân bay Nội Bài cũng phối hợp với Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội để xử lý một lái xe chở khách từ phố cổ Hà Nội lên Nội Bài và thu 2,7 triệu đồng, gấp 10 lần giá cước, lấy lại tiền thừa cho khách người Ấn Độ và buộc tài xế vi phạm đối mặt với hình thức xử lý của cơ quan chức năng.